Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kiếm Hiệp Vâng thưa quý vị và các bạn Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh Chuyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Sa mạc cuồng phong của tác giả Tử Khánh Phục, Phần cuối Hồi thứ 18 Những tổn thất báo về liên tiếp khiến giáo chủ minh giáo như con mãnh thú Bị dồn vào chân núi lão ta gầm hét quát hỏi đại hộ pháp nhạc phong hãy mau giải thích âu dương tần tả sứ là người võ công cái thế hữu sứ mạc thần thông mưu thần trước quỷ nhị hộ pháp tam hộ pháp tứ hộ pháp là những bậc phó công và hạng nhất lưu tại sao chỉ trong một thời gian ngắn bị chúng giết chết điện minh giáo thường khi tá phu hữu bật như một cuộc triều kiến vậy mà giờ đây chỉ còn một mình nhạc phong đại sứ già tự hiểu không khứng nổi trọng trách này nên vội nói giáo chủ anh minh địch nhân chống lại minh giáo không đông nhưng võ công của chúng thiên hạ vô song như tên kinh vô hồi vốn chỉ là phân đàn trưởng phân đàn linh ngư hắn sống sót sau cuộc tộc kích của chúng ta vào bang ngư long vậy mà mấy năm sau võ công hắn đột nhiên trở nên quỷ khiếp thần sầu còn tiểu tử hoa bớt phàm được con sói già cứu khỏi bây giờ nó đã trưởng thành hắn như hung thần không một cao thủ nào của ta chống cự nổi chính hắn đã diệt mất hai đội đồng nhân giết chết mạc Hữu sứ và âu dương sứ còn tên kinh vô hồi giết thay đổi kim kiếm thổ như giết gà nhị hộ pháp công tôn vũ tam hộ pháp hồ đại đạo cầu hai huynh đệ kết nghĩa là hắc long song yêu và tứ hộ pháp đàm gia viễn đều chết bởi tên kinh vô hồi thưa giáo chủ theo ý thuộc hạ ta nên thu hẹp bớt một số giáo đàn ở quá xa để củng cố lại điện minh giáo rút thất tinh bảo điện về bảo vệ trọng địa của bổn môn Tô Thanh Phong vẫn không nguôi cơn thịnh nộ. Chúng chỉ có hai người mà tiêu diệt hết phân nửa cao thủ của bổn giáo. Chuyện này ta không thể chịu nổi. Đại hộ Pháp, ngươi hãy gọi thất tinh về rồi lập danh sách các giáo đàn cần thu gọn để ta tổ chức lại. Tính luôn cả khả năng rút trở về Mã Đả Sơn vì nơi này đối phương đã thông thuộc địa thế. Chúng sẽ tấn công minh giáo bằng một lực lượng gồm nhiều môn phái ta phải phá vỡ âm mưu này bằng cách buộc phái thiếu lâm phong ta trở thành minh chủ chính thức của võ lâm giáo chủ nhìn xa thấy rộng không tính đại sư triệu tập đại hội võ lâm bầu minh chủ lúc đó cả võ lâm đều săn lùng kinh vô hồi và đồng bận. thật là cao kiến tô thanh phong đắc ý ông ta chợt nói nhạc phong ông theo minh giáo từ hồi dưỡng phổ còn là giáo chủ nếu ở triều đình ông đã được phong làm đại quốc công nay tả hữu sứ đều bị hại ta đền công ông bằng cách phong làm tả sứ tả sứ hãy chọn trong số những đàn chủ giỏi nhất để phong làm các hộ pháp đang bị khuyết từ nay quyền lực của ngươi dưới một người trên muôn người ta đối xử như vậy có hẹp lắm không nhạc phong vội vòng tay giáo chủ anh minh nhạc phong này được cất nhắc lên hàng sứ giả từ nay tả sứ nhạc phong sẽ tận lực để báo đáp ân sủng của giáo chủ ta sẽ đích thân đến thiếu lâm tự chuyện này chỉ có tả sứ và ta biết ngay cả phu nhân và đại tiểu thư cũng không tiết lộ tả sứ hãy chịu thất tinh về bọn kim kiếm thủ cần được truyền kim cương thủ để chúng trở thành những kiếm thủ bách chiến bách thắng tô thanh phong bước ra khỏi điện minh giáo lão ta trở về phòng riêng thấy tô phu nhân nước mắt ướt mi vừa thấy thanh phong bà vội hỏi giáo chủ ông có tin tức gì về chiêu quân không nghịch nữ đã đi theo tiểu tử hoa bất phàm phu nhân đừng nhắc tới nữa nhưng triều quân chính là hài tử của chúng ta. Tô Thanh Phong giọng tàn nhẫn. Nó đã theo bất phàm, từ nay nó không còn là ái tử của ta nữa. Đối với ta Tô Thanh Vân mới thật sự là ái nữ. Ta sẽ truyền thụ tất cả võ công cho Thanh Vân. Nó sẽ trở thành đại sát thổ. Thanh Vân sẽ đi tìm tầng tên một để diệt trừ. Tên đầu tiên sẽ chính là Hoa Bất Phàm. Tô Thanh Phong cất tiếng cười ma quái. Trong khi Tô Phu Nhân sắc diện ổ ê. Chợt lão ta hỏi. Thanh Vân đâu rồi Còn ở đâu nữa suốt ngày luyện võ Nó không phải là nhi nữ Mắt lúc nào cũng lộ hung quang Nó không nhận ra cả mẫu thân của nó Tô Thanh Phong vẫn tiếp tục cười Ông ta đưa một ngón tay khen lắc qua lắc lại nói Phu nhân đừng nói vậy Hàng trăm năm mới sản sinh ra một kỳ nhân như Vân Nhi Anh hùng khắp thiên hạ rồi sẽ phải quỳ trước mặt nó Tô giáo chủ vừa nói vừa bước ra khỏi phòng ông tìm thấy thanh vân đang luyện cửu âm bạch cốt chảo trước mặt thanh vân một đống sọ người xếp lên như một ngọn tháp chỉ khác là những sọ người đó toàn làm bằng đá vôi tô thanh phong lên tiếng thanh vân võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh nhưng hỏa hầu chưa đủ nên chưa đạt đến chỗ huyền vi ngươi phải nhớ kẻ thù của ngươi võ công đã vượt qua sức cảnh giới muốn thắng được chúng chỉ có một cách duy nhất đó là dùng cửu dương công dồn chân lực lên thượng căn công lực sẽ tăng thêm gấp 10 lần nhưng sau 9 ngày kinh mạch sẽ bị khô kiệt tàn phế. Vì thế cần phải có cửu hoa ngọc lộ đan mới duy trì được tính mạng. Phu nhân phải tìm ra dược thảo luyện cửu hoa ngọc lộ mới giúp ngươi trở nên đệ nhất cao thủ trong võ lâm. Thanh Vân sắc diện hân hoan nói. Phổ thân, Hài Nhi sẽ loại tất cả các kẻ dám chống lại minh giáo dù có phải trả bất cứ giá nào. Phổ thân em mau mau luyện cửu hoa ngọc lộ đan. Tô Thanh Phong mỉm cười, nụ cười kỳ bí chỉ có ông ta mới hiểu nổi. Nhưng chính Tô Thanh Phong cũng không hiểu nổi ánh mắt của Thanh Vân. Ông ta không thể ngờ được cổ trùng trong người nàng đã được chiêu quân vào bất phàm trục ra hết. Không thể ngờ được lại còn có người có thể dùng được nhiếp hồn đại pháp để phục hồi lại trí nhớ cho Thanh Vân. Lại càng không thể ngờ ngũ độc giáo chủ đã chết được 50 năm vẫn có thể cứu được Thanh Vân thoát khỏi sự khống chế của cổ trùng. Tô Thanh Phong tạo ra một cử chỉ âu yếm đối với ái nữ Rồi quay trở lại điện minh giáo Bằng đường hầm bí mật giáo chủ minh giáo thoát ra ngoài Thực hiện cuộc thăm viếng vô cùng quan trọng đối với minh giáo Hội kiến cũng không tính đại sư ở thiếu lâm tự Sau khi chia tay phổ thân Thanh Vân vội vã quay trở về phòng riêng Nàng đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa giáo chủ và tân tả sứ Nhạc Phong Lợi dụng cơ hội ngàn năm các cao thủ bảo vệ minh giáo đã bị sát hại giáo chủ xuất quan thanh vân quyết định xuống hồng ngục giải thoát cho nội tổ tư mã tương như trở lại làm sao có thể phá được những sợi xích sắt gắn vào vách đá kiên cố chỉ bằng hai bàn tay không trong khi thanh vân còn đang bối rối thì cửa mở tô phu nhân bước vào bà nhìn thanh vân đăm đăm hỏi hài nhi lại sắp gây ra chuyện gì nữa đây thanh vân cũng nhìn tô phu nhân bằng ánh mắt kỳ lạ nàng chợt thoải mẫu thân có khi nào mẫu thân nghĩ ra ra vẫn còn sống Hải Nhi muốn nói ra ra thật của mình. Tô phu nhân nghe như tiếng sấm bên tai bà ngỡ ngàng. Hải Nhi hỏi vậy là ngụ ý gì? Hôm nay Hải Nhi sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn với nội tổ. Người đã bị nhốt ở dưới hầm đã hơn 10 năm rồi. Giáo chủ đã hành hạ nội tổ như một con thú. Ông ta là một người vô cùng tàn ác. Tô phu nhân sững sờ. Hải Nhi đã biết tất cả những chuyện đã qua. Mẫu thân hoàn toàn bất lực. Hơn nữa vì sự an toàn của Hải nhi mẫu thân đành phải nhắm mắt. Cả cả việc giáo chủ thả cổ trông biến hải nhi thành con quỷ khát máu. Mẫu thân trả lời thế nào với phụ thân đây? Người chính là lãnh diện nhân đã từng đến đây trao đổi chiêu quân với cô gái ở Bách Hoa Sơn Trang. Nhất mặt tô phu nhân nhạt nhạt bà lắc đầu. Hải nhi không thể chống lại nổi ông ta đừng điên rồ. Bao nhiêu cao thủ các môn phái đã bị sát hại chưa đủ để cho hải nhi khiếp sợ sao? Thành Vân cất tiếng cười thê lương. Mẫu thân có thể tiếp tục ở lại an phận. Nhưng Hải Nhi đã trưởng thành. Đã biết kẻ thù là ai. Dù chống không lại. Nhưng Hải Nhi sẽ làm cho ông ta hiểu rằng. Ái nữ dòng họ Tư Mã luôn luôn mang trong người dòng máu bất khuất. Tư Mã Thanh Vân bước ra khỏi phòng. Nàng thấy điện minh giáo hoàn toàn vắng lặng. Sau khi quan sát khắp một lượt. Thanh Vân bước nhanh về phía cửa thạch thất. Nàng đẩy cửa thấy bên trong không cải chút. Sau một thoáng cân nhắc Thanh Vân bước vào Nàng bước dè dặt xuống từng bậc thang Linh cảm báo cho nàng biết đã có chuyện gì đó xảy ra dưới hầm ngục Thanh Vân lạnh ngợi nghĩ Hay là giáo chủ đã xuống tay hạ sát nội tổ trước khi chuyển minh giáo về Mã Đà Sơn Ý nghĩ này thôi thúc Thanh Vân chạy như bay xuống hầm thất Nàng gặp những tên thuộc hạ canh ngục thất bị hạ giải rác khắp nơi Thanh Vân vượt qua hai hầm ngục tiến vào hầm đá nơi giam giữ nội tổ tư mã tương như cảnh tượng trước mắt làm thanh vân điếng người hầm đã hoàn toàn vắng lặng các dãy xích bị một vật vô cùng sắc bén chặt đứt tù nhân đã được một kẻ nào đó giải thoát hay chính thuộc hạ của minh giáo đem đi thanh vân chạy vụt trở lên điện minh giáo xông vào phòng tô phu nhân hỏi mẫu thân người biết trước chuyện này phải không tô phu nhân kinh ngạc chuyện gì sao hôm nay hải như như kẻ loạn trí nội tổ không còn dưới hầm đá nữa giáo chủ đã chuyển nội tổ về mã đà sơn Chuyện này thân mẫu hoàn toàn không biết Nhưng tại sao Hải Nhi lại nghĩ giáo chủ đã đem tư mã trận môn về mã đả sơn Nếu không phải giáo chủ hoặc thuộc hạ của ông ấy Thì ai có thể đột nhập xuống hầm đá đem nội tổ đi Tất cả bọn canh ngục đều bị Thanh Vân chợt nhớ ra Nếu là minh giáo chủ hạ thủ thì cần gì phải hạ sát tất cả bọn canh ngục Nàng nói nhanh Mẫu thân đây là cơ hội để thoát khỏi minh giáo Chúng ta mau rời khỏi nơi đây Tô phu nhân vẫn ngồi im bà lắc đầu Vân Nhi hãy đi một mình sẽ có nhiều hy vọng thoát thân hơn Phổ thân Vân Nhi và cả tư mã trưởng môn sẽ không bao giờ tha thứ cho mẫu thân Hải Nhi hãy đi đi Nếu thất tinh bảo điện về kịp thì sẽ không còn cơ hội vượt khỏi phạm vi vu sơn Cho tới bây giờ mẫu thân vẫn còn luyến tiếc minh dáng sao Mẫu thân không còn lựa chọn nào khác Đến chiêu quân cũng bỏ đi vì nó biết không thể nào thay đổi được số phận đã dành cho mẫu thân. Hình ảnh mạc thần thông dùng thái dương kiếm giết nhị thúc quan phụng lại hiện ra. Lúc đó mẫu thân của Thanh Vân vẫn còn là thái dương giáo chủ phu nhân. Bà đã thản nhiên nhìn nhị thúc chết và còn ra lệnh cho mạc thần thông không được gọi bà là mộ dung phu nhân nữa. Thanh Vân thẫn thở nhìn tô phu nhân nàng vụt quay nâng bước nhanh ra khỏi điện minh giáo rồi dùng khinh công lao xuống chân núi Vũ Sơn mất dạng trong bóng đêm khi chiêu quân âm thầm bước ra khỏi cổ miếu chỉ có vân hải biết từ khi tính lại được biết có bất phàm đã quay trở về nỗi mừng chen nỗi lo vì bên cạnh bất phàm còn có chiêu quân cách nói cho chiêu quân biết thiết thực nhất bất phàm là của mình vân hải luôn tìm cách ở bên cạnh bất phàm khi mọi người bàn mưu tính kế diệt minh giáo vân hải lại càng đắc ý cho nên lúc chiêu quân bỏ ra ngoài vân hải nằm như không biết gì khi trời đã khuya mọi người đến tìm một nơi dưỡng thần bất phàm chợt nhớ đến chiêu quân nhưng trước mọi người chàng đành nén lòng không tỏ ra quá săn sóc ái nữ của kẻ thù chung dù chiêu quân chẳng có chút tội nào do phụ thân nàng và minh giáo gây ra bất phàm lại càng tin tưởng chiêu quân khi nàng bỏ nhà ra đi và đã cùng mình trải qua bao cảnh tử sinh trong gang tấc đối với hồng hạc bất phàm cũng dành cho nàng những tình cảm tương tự như với chiêu quân vì nàng đã sợ thân vì bất phàm trong lúc chàng chúng độc lại bị minh giáo kéo đến tấn công còn vân hải bất phàm chỉ thầm công nhận nàng là một cô gái có sắc đẹp tinh khiết do hoàn cảnh chàng đã cùng nàng chung một chặng đường bôn tẩu nhờ sự hy sinh của chiêu quân tóm lại vân hải chưa đạt được tình cảm như bất phàm đã dành cho kim tiểu thư lại càng không thể so sánh với hồng hạc và chiêu quân trời và hưởng sáng việc đầu tiên là bất phàm đảo mắt tìm chiêu quân kim vô hồi tinh ý hỏi Bất phàm, Điệt Nhi có điều gì bất ổn? Từ ngửa đêm qua đến giờ chiêu quân đã biến mất. Vân Hải nói, chiêu quân là anh nữ của giáo chủ Minh Giáo, nàng nghe đại ca, kinh đại hiệp và mẫu thân bàn kế hoạch diệt Minh Giáo, chắc đã trốn đi để báo động. Bất phàm trả lời không đắn đo. Không thể có chuyện này, chiêu quân đã trốn khỏi Minh Giáo vì phản đối những hành vi tàn bạo của phụ thân nàng. Minh Giáo chủ đã đuổi theo, nàng đã cùng ta trốn trong hóa băng động núi lửa chở mình cả hai suýt mất mạng không bao giờ chiêu quân phản lại ta trong khi bách khoa phu nhân nửa tin nửa ngờ thì chính tư mã thanh thư nói bất phàm không nói quá đâu chính chiêu quân tự ý đóng vai tù nhân để vân muội được tha chúng ta mau mau đi tìm chiêu quân về nãy giờ kinh vô hồi ngồi im chẳng hiểu bất phàm thương yêu chiêu quân cả hai đã vượt qua mối thù chẳng thể kẻ nào cũng có thể làm được chứng tỏ tình yêu của chúng lớn lao chân thành biết bao vô hồi nhẹ vô vai bất phàm nói điệt nhi hay làm điều gì điệt nhi nghĩ là đúng mau đi tìm chiêu quân đi bất phàm nhìn khắp mọi người chàng ngừng lại ở chỗ hồng hạc nói ngô huynh không thể bỏ mặc chiêu quân hồng hạc gật đầu không nói gì ánh mắt nàng nhìn bất phàm như hối thúc mau lên đường bất phàm nói với bách khoa phu nhân phán bối sẽ có mặt vào lúc quần hùng tiêu diệt minh giáo xin cáo biệt rất lại bất phàm dùng khinh công sa mạc lưu tinh như thể rút ngắn đường trường kinh vô hồi cũng cáo biệt để lên thiếu lâm tự chỉ còn lại bốn người thanh thư nghiêm khắc khỏi vân hải nhị muội tại sao muội thấy chiêu quân bỏ đi mà không nói gì vân hải lúng túng nhìn bách khoa phu nhân cầu cứu mẫu thân hải nhi chỉ không muốn ái nữ của kẻ thù được bất phàm lưu tâm hơn hải nhi bách khoa phu nhân thở dài phụ thân ngươi là một người rất quang minh ngươi đã hành động sai lầm chẳng bao giờ hoa bất phàm chú ý đến ngươi đâu vân hải tỏ ra ganh tỷ với hồng hạc cả sư tỷ cũng được bất phàm biệt đãi hài nhi thua sư tỷ ở chỗ nào hồng hạc cúi đầu trong khi bách hoa phu nhân nổi giận nghịch nữ ta thật có lỗi với tư mã đại ca vì đã quá nuông chiều ngươi nên đến bạch mã sơn ta sẽ quản thúc ngươi trong cung tiêu dao để thanh thư rèn ngươi trở nên thục nhã hơn trong khi đó bất phàm rong ruổi đường đến tứ xuyên chàng đoán chừng chưa quân quay trở lại vu sơn vì dù sao nơi đó nàng còn có tô phu nhân lực lượng hộ giáo của Tô Thanh Phong bị thiệt hại nặng, tả hữu sứ đều đền tội, trong ba bốn đại hộ Pháp đã bị giết, nếu đến kịp thời sẽ kịp ngăn chặn chiêu quân. Đã từng đến núi Vu Sơn một lần bất phàm biết những nơi nào có thể gặp các thuộc hạ của Minh Giáo, giao đấu không phải là mục đích, đột nhập vào trọng địa của Minh Giáo càng kín đáo càng an toàn. Thời cơ thật thuận tiện cho bất phàm chẳng lén vào điện Minh Giáo thì thấy bốn bề vắng lặng thành linh có mấy tên thuộc hạ minh giáo ở đâu xuất hiện đột ngột bất phạm vừa đẩy một cánh cửa lẻn vào chẳng gặp ngay một gã mặt mày hung tận hắn thấy bất phạm đầy vẻ khả nghi nền vung vũ khí lên uy hiếp buộc lòng bất phàm phải hạ hắn chàng hé cửa nhìn ra ngoài thì tô thanh phong và tên đại hộ pháp xuất hiện chưa phải lúc xuất thủ hơn nữa chính chàng đã chủ trương phải có kế hoạch tấn công toàn diện thì mới triệt hạ được minh giáo do đó bất phạm tiếp tục ẩn trốn bên trong mật thất đột nhiên chẳng nghe tiếng hú từ dưới lòng đất vang lên bất phạm nhìn xuống thấy những bậc thang đá ăn sâu ngoằn ngoèo xuống đất đã từng bị rơi xuống vực cát nên không có khung cảnh nào có thể làm cho bất phạm lo sợ chẳng lần theo những bậc đá đi xuống cứ mỗi một chỗ ngoặt bất phạm lại phải hạ thổ những tên canh gác đoán chừng dưới hầm hẳn phải nhốt một nhân vật rất đặc biệt nên minh giáo mới canh gác nghiêm ngặt đến thế bất phạm chợt nhớ lời nói của thanh vân lúc nàng giả giao đấu với mình Hoa ca muội phải trở về để giải cứu một người bị giáo chủ giam dưới hầm ngục. Người này là nội tổ của muội và là thân phụ của tư mã thanh thư, tức lãnh diện nhân. Đúng lúc đó tiếng hú lại cất lên. Lần này nghe rất gần, hoa bất phàm băng qua hai hầm ngục hạ sát thêm mấy tên quân canh nữa. Chàng bước vào một hầm đá, thấy một quái nhân cao lớn tóc râu che kín mặt. Áo quần tả tơi tay chân bị xiềng vào bách đá chẳng lên tiếng hỏi tiền bối có phải người là tư mã đại hiệp không văn bối đến đây cứu đại hiệp thoát khỏi nơi này Quá nhân chính là tư mã tương như ông nhìn bất phàm thấy đó là một chàng thiếu hiệp cốt cách phi phạm thì tin ngay hỏi thiếu hiệp ngươi là ai sao vào đây được văn bối là hoa bất phàm nhi tử của hoa bang chủ ngư long bang minh giáo vừa bị tổn thất lớn nên văn bối mới vào đây được bất phàm rút tị hỏa kiếm chặt đứt các dây xích Riêng đôi chân tư mã tương như bị đóng xuyên qua bằng hai cây thiếp Đã làm đôi chân thành tàn tật Nhưng vị trưởng môn phái tiêu dao vẫn đứng vững Ông vội ngồi xuống vận cử chuyển huyền thiên công Điều hòa kinh mạch rồi đứng lên Hòa thiếu hiệp lão phu có thể theo thiếu hiệp rời khỏi nơi này được rồi Tiền bối nên dùng tạm trang phục của một tên quân canh Ừ đúng, lão phu hồi sống ở đảo tiêu giao cũng đâu đến nỗi rách rưỡi như thế này. Sau khi thay đổi trang phục, bất phàm cùng tư mã trưởng môn trở lên cửa mật thất, hé cỡ nhìn ra tô thanh phong và đại hộ pháp minh giáo đã không còn ở trong điện minh giáo nữa theo đường cũ bất phàm cùng tư mã tiền bối thoát ra ngoài cả hai chạy được khoảng mười dặm thì gặp thất tinh bảo điện bất phàm nói nhanh tiền bối tư mã thanh thư bách khoa phu nhân và các đệ tử đã trở về bạch mã sơn tiền bối hãy thoát đi trước để ván bối đối phó với bảy vị tinh quân này tư mã tương như ngẩn ngơ lão phu cảm thấy ngứa ngáy chân tay hay là ta cùng hợp lực quật cho mấy não đạo sĩ này một trận tả tơi áo giáp bất phàm hơi ngạc nhiên chàng không ngờ vị tiền bối này bị xiềng xích hành hạ bao nhiêu năm vừa được giải thoát đã muốn tả sông hữu đột chàng cao hứng nói trong bảy đạo sĩ này tiền bối lựa ai nói trước phần còn lại của vãn bối vậy thì chia đều tên thứ bảy cả hai chúng ta cùng đánh Mặc dù đang ở trong hoàn cảnh có thể bị minh giáo vây hãm nhưng bất phàm tự tin vào võ công của mình. Chỉ sợ vị tiền bối bị sinh xích quá lâu chân lực hao tổn. Nếu xảy ra bất chắc sẽ khó giải thích với Thanh Vân và cả Tư Mã Thanh Thư. Trong khi bất phàm còn đang phân vân thì thất tinh bảo điện bày trận thất tinh. Đúng lúc đó đột nhiên xuất hiện hai não tiền bối râu tóc bạc như cước. Họ chỉ khác nhau ở chỗ một người trang phục màu đen, vị kia màu vàng. Vừa nhìn thấy hai vị não tiền bối Tư Mã Tương như buột miệng hắc bạch song ưng vẫn như thuở nào hắc ưng mau mắn đúng đúng người dâu rậm tóc rậm cũng biết hắc bạch song ưng này thật đáng khen nhưng các ngươi hãy nhường cho chúng ta bốn tên đạo sĩ nếu các ngươi không chịu thì chúng ta đánh cả hai bạch ưng ngươi chịu không sợ gì đánh tuốt hoa bất phàm sửng suốt trước hắc bạch nhị lão cổ quái này tư mã trận môn cười ha 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 tiểu huynh đệ đối với song ưng thì chúng phải phục mạng Lão Phu xin săn sóc tên thứ bảy nhị lão tiền bối hãi hồng chưa? Ờ, dậm dâu ngươi tốt lắm. Hắc Bạch Song Ưng xuất chiêu trước. Tuổi Song Ưng có lẽ đã trên 90 nhưng võ công cả hai thật dũng mãnh. Nhị lão tấn công vào hai vị trí cuối cùng của trận thất tinh. Tư mã tương như cũng vội quật một hàng long trưởng vào ngôi bắc đầu. Âm, âm, âm. Hắc Bạch Song Ưng bị đẩy lui trong khi tư mã trưởng môn tóc dâu bay phất phới bất phàm cả kênh trước trận pháp của thất tinh quân chẳng nói từ mã tiền bối trận pháp này phải biết cách phá mới được nếu cứ đánh càn chẳng khác gì đánh vào vách núi hắc bạch song ưng không phục hắc ưng cãi cái gì đánh vào vách núi người nuôi ra hãy xem chúng ta thâu thập bảy con rùa này bạch ưng lần này ta với ngươi nhất định phải có một trở thành não đại từ mã tương như nói nhanh với bất phạm hòa thiếu hiệp lão phu đã gặp hắc bạch song ưng mấy chục năm trước tính tình nhị vị tiền bối này rất kỳ quái không chịu thua bao giờ trận thất tinh của bảy lão đạo sĩ này rất lợi hại lão phu sợ song ưng xem mang họa thiếu hiệp hãy trợ lực giải vây cho nhị lão trong khi tư mã trưởng môn nói hắc bạch song ưng đã phi thân lên trên không cả hai như đôi chim ưng lao xuống thiên ưng công đánh xuống như cuồng phong bất phàm cũng vội vận càn khôn đại pháp quật ra chiêu thiên địa hồng hoang vào trong tâm trận bùng ầm um, ầm um. mặt đất rung chuyển cát bay đá chạy cả một vùng mờ mịt xóa bụi bất phàm cảm thấy mình muốn bay lên khỏi mặt đất trong khi hai tiếng rú thảm thiết nổi lên khi cát bụi lắng xuống thất tinh quân vẫn ngồi yên ở vị trí trận pháp nhưng cả bảy não tinh đều ngồi dưới hố sâu khỏi đầu người do trưởng lực từ ba phía giao nhau gây nên tiếng nổ long trời lở đất cách xa đấu trường khoảng 10 trường hắc bạch song ưng nằm bất động cả hai miệng phun máu trông rất khủng khiếp từ lúc bước chân vào dưới võ lâm chưa trận nào bất phàm gặp phải đối thủ lợi hại như lần này. Ở dưới hố sâu thất tinh bảo điện vẫn ngồi vững như những khối đá. Tay họ đặt vào sau nhâm huyệt không có dấu hiệu nào chứng tỏ họ bị chấn thương. Hoa bất phàm nắm tay tư mã trưởng môn chẳng dùng khinh công sa mạc lưu tinh kéo vị tiền bối chạy theo mình như gió cuốn. Khi bóng địch thổ đã khuất dạng thất tinh nhất loạt thổ huyết, bảy lão vận công chỉ thương khoảng một giờ sau mới cùng nhảy lên miệng hố Kim Tinh chạy lại bên hắc bạch song ưng quan sát rồi nói. Hai nó quái này đều tắt thở rồi. Các sư đại lần sau nếu gặp hoa tiểu tử các ngươi phải vô cùng thận trọng. Nếu tiểu tử đó hiểu được thất tinh trận pháp chúng ta sẽ khó thổ thắng một cách may mắn như lần này. Thật tiếc cho bất phàm vì thiếu kinh nghiệm giang hổ nên đã bỏ lỡ thời cơ loại khỏi minh giáo bảy nó tinh quân vô cùng lợi hại. Hồi thứ 79 Sau khi rời khỏi Bách Hoa Sơn Trang, Kinh vô hồi thẳng đường đến Vân Nam, dãy núi Tông Sơn sừng sững như trường thành hiện ra trước mắt. Vô hồi đến huyện Đăng Phong, chàng ghé vào tiểu quán cũ để nghe ngóng tình hình. Thật là tình cờ, tiểu nhị này sắp xếp chàng ngồi đúng vào chỗ cũ. Nơi cách đây khá lâu chẳng đã giao đấu với lãnh diện nhân để bắt được thủ phạm giết người trong tử quán. Cứ suy ra từ đó tử quán này nhất định sẽ là nơi thuộc hạ của Minh Giáo lui tới niên nạc với thiếu lâm tử. Kinh vô hội gọi rượu thịt ngồi ăn uống như một kẻ nhàn du đúng lúc đó chàng thấy chiêu quân cải nam trang bước vào tử quán vô hồi nhấp người phía sau tấm bình phong kín đáo theo dõi chiêu quân chàng thấy chiêu quân cũng gọi tiểu nhị đem rượu thịt ra thì ngạc nhiên tự nhủ chẳng lẽ chiêu quân có hẹn với một kẻ nào đó nếu vậy lời vân hải nghi ngờ không hẳn đã sai kinh vô hồi vẫn tiếp tục chờ đợi để nhận diện kẻ liên lạc với chiêu quân nhưng chờ mãi vẫn không thấy kẻ nào liên lạc tiểu quán mỗi lúc một đông chiêu quân liên tiếp tự rót rượu vào chung thần sắc trở nên u uất có vẻ như đã say tới nơi kinh vô hồi vận sức một ngón tay phóng tới một luồng chỉ phong xuyên thủng bình rượu của triều quân thấy hết rượu nàng gọi thêm một bình vô hồi lại phóng cầm ma chỉ đánh vỡ bình rượu Triều quân quắc mắt quát hỏi ta là hoa bớt phàm kẻ nào muốn hí lộng quỷ thần ấy xuất đầu lộ diện lập tức ba bốn người tiến về phía triều quân một đại hán đầu cạo chọc cười gần nói ha ha Ngươi chính là hoa tiểu tử Nếu vậy thì ngươi đã tự dẫn xác tới miệng cọp Láo xược ngươi ngôn từ lỗ mãng Đừng trách ta không lưu tỉnh Chiêu quân nào đảo đứng lên nàng vung tay Nhưng đại hán chỉ đứng một chỗ Người lật qua lật lại đã tránh được các đoàn chiêu quân đánh ra Cả bọn có tiếng cười hô hố Đại hán diễu cợt Hoa đại hiệp võ công của đại hiệp thật đáng khâm phục Tài hạ xin mời đại hiệp một bình Miệng nói tay đại hán cầm bình rượu tới nên đầu chiêu quân đến nước này kinh vô hội không thể làm ngỡ được chẳng lướt tới nắm áo đại hán quăng hắn ra ngoài tử điếm các tên còn lại xông vào tấn công kinh vô hội chiêu thế cõi chúng giống hệt các nhà sư trên núi thiếu thất vì muốn biết có đúng chúng là người của phái tiêu lâm hay không kinh vô hội cố ý kéo dài cuộc loạn đấu để chúng có dịp thi thố chợt nhìn lại chiêu quân đã bỏ đi từ lúc nào kinh vô hội chấm dứt cuộc khảo võ bằng cách dùng ma nhiếp đại pháp điều khiển ba tên đối thủ tự phóng quyền vào nhau những chiếc khăn chít trên đầu của chúng bung ra để lộ những chiếc đầu cạo chọc. Trong khi ba tên chửi rủa vì đánh chúng nhau, thì vô hồi nhảy ra khỏi tửu quán. Chẳng thấy chiêu quân đã bỏ đi một đoạn khá xa, nhưng do đang ngấm rượu nên bước đi khật khớng chỉ trực ngã. Vô hồi phi thân chặn trước lối đi chẳng hỏi, tô cô ngương tại sao lại có mặt ở đây? Chiêu quân dựa người vào một vách tường nhìn vô hồi bằng ánh mắt ngây dại. Kinh vô hồi kinh đại hiệp bổn cô ngương phải có lý do để giải thích ư nếu vậy thì hãy nghe đây ngay ở dưới chân núi thiếu thất bổn cô nương đã gặp một tiểu ma đầu hắn đã làm cho bổn cô nương thành kẻ không nơi nương tựa bổn cô nương quay lại đây để giết hắn kinh vừa hồi lắc đầu thương hại tô cô nương định giết bất phàm bằng rượu ư bằng gì cũng được chỉ cần không nhớ tới hắn là được cô nương lầm rồi chính vì sự nông nổi của cô nương mà lần này rất có thể hoa bất phàm đã bị người ta giết thật Ai giết nổi hoa bất phàm của người đó trên đẩy này ư? Ừ. Chính là giáo chủ minh giáo, thân phụ của cô nương. Bất phàm đã xông thẳng vào điện minh giáo để tìm cô nương. Tại vì hắn nghĩ đó là nơi duy nhất cô nương có thể quay về. Chiêu quân như tỉnh hẳn dọn nàng vụt bỏ chạy, vô hồi đuổi theo. Tô cô nương, cô nương định đi đâu? Nếu không cứu được bất phàm thì chết chung với chẳng. Sau một hồi cân nhắc kinh vô hồi đành tạm hoãn việc đột nhập lên thiếu lâm tử chàng chạy theo chiêu quân nói ta cũng đi với cô nương không thể để minh giáo ám hại bất phàm cô nương cũng cần phải hiểu sự thật cái bất phàm được nhiều gia nhân ái mộ nhưng cô nương là người được bất phàm quan tâm nhất sau đó là hồng hạc vì cả hai đã cùng bất phàm trải qua những phút giây sinh tử nghe kinh vô hồi nói chiêu quân cảm thấy an ủi rất nhiều khi cả hai đặt cho nên địa phận minh giáo bốn bề vắng lặng chiêu quân vốn biết các đội phòng thủ của minh giáo được bố trí rất kỳ bí sải chân là rơi vào cạm bẫy ngay nàng thận trọng hướng dẫn kinh vô hồi tiếp cận đến điện minh giáo chợt vô hồi chỉ tay khẽ nói có hai xác chết ở phía trước đó là hai xác chết của hắc bạch song ưng chàng nhìn cái hố sâu hoắm bên cạnh nói ở à đây đã xảy ra một cuộc ác chiến nạn nhân là hai vị tiền bối nằm đây chiêu quân lo lắng nhìn quanh hai vị tiền bối này chết cách đây chừng một hai ngày có thể hoa ca cổng kinh vô hồi cũng lộ vẻ hoang mang chẳng nói Trọng lực kẻ hạ sát hai vị tiền bối này ngoài sức tưởng tượng nhưng cô nương hay coi kìa ở dưới hố cũng có vết máu chiêu quân nhảy xuống quan sát đại hiệp vết máu chứng tỏ nhiều người bị nội thương chẳng lẽ lại là thất tinh bảo điện thất tinh bảo điện là ai vậy là bảy huynh đệ cùng lấy chữ kim làm họ võ công của thất tinh quân rất cao nếu họ liên thủ sẽ trở thành vô địch chính vì vậy họ mới được giao trách nhiệm bảo vệ điện minh giáo chắc là nhị vị não tiền bối này đã giao đấu với thất tinh quân cầu mong hoa ca chưa kịp đến đây chiêu quân nhảy lên miệng hố nàng nhìn lên đỉnh vu sơn chật kêu lên lạ quá điện minh giáo biến đâu mất rồi kinh vô hội chưa hề đến đây lần nào nên chẳng không hình dung được điện minh giáo như thế nào nhìn lên đỉnh núi vẻ hoang phế bao trùm cả một vùng chàng hỏi nếu đây là trọng địa minh giáo thì thật khó hiểu không một bóng người chiêu quân lộ vẻ hoang mang hình như minh giáo đã chuyển đi nơi khác rồi đại hiệp chúng ta hãy lên đỉnh núi xem hư thực ra sao cả hai cùng nhún mình phi thân chạy lên núi triều quân ngẩn ngơ thấy điện minh giáo chỉ còn là một đống cho tàn cửa xuống hầm ngục đã bị những tảng đá lấp kín triều quân cho kinh vô hội biết đây là nơi giam giữ các nhân vật võ lâm bị minh giáo bắt vô hội định dùng lục hợp thần công di chuyển những khối đá để tìm đường xuống hầm chặt một giọng nói cất lên vô ích hầm ngục đã bị phá sập kinh đại hiệp không cần phí sức triều quân vụt kêu lên đại tỷ từ sau một khối đá một cô gái trang phục toàn màu vàng bước ra nàng chính là tô thanh vân thanh vân lại bên chiêu quân hỏi nhị muội sao không đi trông với hoa thiếu hiệp kinh vô hồi từng biết minh giáo chủ có một đại tiểu thư vô công rất lợi hại nổi tiếng là sát thủ không ngờ chỉ là một vị tiểu cô nương cứ xét qua ngôn ngữ thì đại tỷ của chiêu quân cũng quan tâm đến bất phàm không kém gì nhị muội chiêu quân đành thú nhận việc mình giận hờn bỏ đi thanh vân tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi nói nếu vậy người đến đây cứu tư mã tiền bối giao đấu với thất tinh bảo điện chính là bất phạm. Ta cố ý lưu lại đây chờ để báo tin minh giáo đã chuyển về mã đả sơn. Họ định mở đại hội võ lâm bầu minh chủ để khuất phục các môn phái dưới trướng. Kinh vô hội nghe vậy cả kinh. Trang vội bảo. Nhị vị công nương ta phải lên thiếu lâm tự để gặp không tuệ đại sư. Yêu cầu người ngăn chặn âm mưu của minh giáo. Hoa bất phạm giờ này có thể đã có mặt ở hoa cương sơn rồi. Xin cáo tử. Chỉ còn lại hai tỷ muội trên đỉnh núi hoang tàn chiêu quân hỏi. Đại tỷ bây giờ chúng ta tính sao? Thanh Vân nhìn muội muội đăm đăm giọng u buồn. Đã đến lúc hiện muội biết một sự thật. Đại tỷ họ tư mã không phải họ tô. Thân phụ của đại tỷ là tư mã thanh thư. Giáo chủ Thái Dương thần giáo. Chính hiện muội mới là ái tử của giáo chủ minh giáo tô thanh phong. Thanh Vân thuật lại cho muội muội nghe về cuộc tàn sát Thái Dương thần giáo phản lại sư môn cưỡng đoạt sư muội ám hại sư phụ cùng tất cả những thủ đoạn tàn độc của giáo chủ Minh Giáo Tiêu Quân ôm đầu đau đớn trước những tiết lộ của Thanh Vân nàng nói Đại tỷ dù sao chúng ta vẫn là tỷ muội muội sẽ không bao giờ quay trở lại Minh Giáo thà là nhi tử bất thiếu nhưng chỉ có chính hành động của phụ thân mới tự cứu được chính mình Thanh Vân lắc đầu muội quá rồi tỷ tỷ đánh mất mẫu thân vì bà không còn cách nào khác để lựa chọn và đành tiếp tục đi chung đường với minh giáo chủ còn hiền muội cũng chịu mất thân phổ vì ông ấy đã lún sâu vào tội lỗi cả hai chúng ta đều bất hạnh như nhau chúng ta đi đâu bây giờ muội không muốn gặp bách hoa phu nhân và các đệ tử của bà ấy hiền muội này đố kỵ với mấy vị cô nương đó phải không muội chỉ không ưa nổi ánh nữ của bách hoa phu nhân tại sao có phải chính vì tiểu cô nương đó hiền muội mới bỏ đi bất phàm ưu ái nàng hơn hiền muội sao không phải những vân hải cứ bám sát hoa ca thanh vân cười nhẹ nàng nói muội không nhớ lời kim cô nương sao bất phạm được rất nhiều cô gái ái mộ trong đó có cả kim cô nương vậy mà họ đã chia tay nhau muội muốn bất phạm chú ý đến mình thì hãy tỏ ra dịu dàng đàm tắm hơn những vị cô nương khác bất phạm sẽ thanh vân không nói tiếp nàng phóng tầm mắt về nơi xa xôi phải chăng thanh vân chợt nhớ những lời nàng vừa nói là để khuyên chính mình Núi thiếu thất vẻ đêm sừng sững như một người khổng lồ đang với tay lên trời nhặt những vì sao. Nằm dưới chân núi nhìn lên kinh vô hồi thấy thiếu lâm tử với những mái cong chùa chìa ra giống như những cánh tay và ánh sáng lọt ra từ những khung cửa như những đôi mắt. Thiếu lâm tử đang được canh gác cẩn mật. Kinh vô hồi nhớ lại trước mình vượt lên đỉnh núi bằng cổng chính. Chàng đã phải vượt qua bao nhiêu trở ngại lần này không thể để những cuộc truy cản đó xảy ra hội kiến với không tuệ đại sư phải diễn ra hoàn toàn trong bí mật chính vì lý do đó kinh vô hội đã phải nằm ẩn dưới chân núi đến thời gian qua bằng những hồi chuông kinh vô hội nhỏ ngồi dậy chàng vận hấp tinh đại pháp hút tinh khí đầy áp chân nguyên rồi dùng ma vân ảnh biến mình trong màn đêm bay lên đỉnh thiếu thất từ xa kinh vô hội thấy đạt ma điện đương nhuộn nhịp chàng phi thân vượt qua la hán đường trái với đạt ma đường nơi đây tĩnh mịch chìm trong bóng tối nhìn sang mọc nhân đường le nói có ánh đèn trong phòng viên tâm đại sư hát ra sau một lúc suy nghĩ kinh vô hồi quyết định một mình xuống động sám hối phía sau núi tiếu thất để diện kiến không tuệ đại sư trong bóng đêm thân ảnh của kinh vô hồi như cánh rơi khổng lồ bay lượn xuống vách núi chàng đáp xuống cửa hang lên tiếng ván bối là kinh vô hồi xin bái kiến phương trưởng không có tiếng trả lời nhìn sâu vào trong động trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu bóng không tuệ đại sư ngồi sám hối hắt lên vách đá Kinh vô hồi bước vào chẳng đến gần đại sư vòng tay hành lễ Thành lình từ hai bên vách đá hai bóng người xông ra Chẳng nói nửa lời đồng loạt phóng trưởng tấn công Mặc dù bị tấn công đột ngột Nhưng võ công của kênh vô hồi đã đạt tới mức thu phát theo ý niệm Vừa nghĩ đến chuyện phản công thì song trưởng đã đẩy ra hai chiêu tí ngọ vận hành Và âm dương chỉ địa Nhưng trưởng lực của đối phương sắp chạm vào kinh lực của lục hợp thần công Thì song trưởng của kinh vô hồi thu kinh lực lại cơ thể chàng biến thành vật thể để hai luồng trưởng lực của đối phương truyền qua tự đả thương nhau hai tiếng hợ bật ra cả hai ngã ngửa trên mặt đá lúc này kinh vô hồi mới kịp nhận ra chúng chính là hai hòa thượng cả hai bật dậy định phóng chạy nhưng kinh vô hồi đã phóng cầm ma chỉ đánh bật chúng trở lại chàng phong tỏa huyệt đạo của hai hòa thượng rồi bước tới sát bên không tuệ đại sư cất tiếng phương trưởng không tuệ đại sư vẫn ngồi bất động vô hồi sinh nghi chẳng đặt nhẹ một tay lên vai vị cao tăng thân hình đại sư từ từ ngã về phía kinh vô hồi không tuệ đại sư đã tắt thở từ lúc nào toàn thân không có một vết thương nhưng sự có mặt có hai vị hòa thượng nhất là hành vi tấn công đột ngột của họ khiến cái chết của không tuệ đại sư trở nên hổ nghi sau khi quan sát kỹ kinh vô hồi biết đại sư đã chết cách đây khá lâu toàn thân đã giá lạnh và cái bẫy đã được răng sẵn để chờ kẻ đột nhập vào động sám hối kinh vô hồi quay sang hòa thượng các ngươi đã hạ sát phương trưởng Hai hỏa thượng im lặng trong thế đứng bất động Đôi mắt hai hỏa thượng trận trần miệng ứa máu Kinh vô hồi vội giải huyệt cho họ Cả hai khỉu xuống biến thành hai xác chết Trước sự sững sờ của kinh vô hồi Chàng nghĩ nhanh trong đầu Không tỏa đại sư đã chết một cách bí mật Người có thể thuyết phục được các môn phái Thay cho phương trưởng chính là viên tâm đại sư Phải đến mộc nhân đường tức khắc Nếu không chính viên tâm đại sư cũng bị hại Kinh vô hồi phóng người ra khỏi thạch động Dùng ma văn ảnh bay ngược lên đỉnh núi chàng đến bên mộc nhân đường bên trong vẫn có ánh đèn le nói hát ra không chậm chế và cũng thật tai hại vì không một chút nghi ngờ kinh vô hồi đáp xuống trước cửa mộc nhân đường một cách nhẹ nhàng chàng sẽ gõ lên cánh cửa nói đại sư tại Hạ là kinh vô hồi có chuyện xin khẩn báo bên trong vẫn im lặng sợ lại xảy ra trường hợp như ở thạch động kinh vô hồi đẩy cửa sông vào chưa kịp định thần thì một luồng kình lực ôn nhu thổi về phía vô hồi khi chàng kịp nhận ra luồng kinh lực này thì nó đã biến thành báo táp. ầm um. Kinh vô hỏi bị đánh bay vào trong mộc nhân đường. Biết mình đã bị nội thương kháng nặng, lợi dụng thời khắc chưa bị đối phương quản thúc chàng vận hấp tinh đại pháp hút tinh khí trên đỉnh núi bồi hoàn chân lực. Chờ tiếng cởi cất lên. Kinh thí chủ, ngươi thật lớn gan, dám quay lại thiếu lâm tử ám hại đệ tử của bốn môn. Nếu thí chủ thoát được ra khỏi mộc nhân đường tội chết sẽ được đức từ bi hỷ xả giọng nói vừa dứt thì ánh đèn phụt tắt cửa mộc nhân đường đóng chặt ở giữa một căn phòng đen đặc thị lực lúc này trở nên vô dụng sau khi đã khôi phục chân nguyên kinh vô hồi đứng lên định thần trong bóng tối tìm lối thoát chợt lại nghe tiếng vun vút ngay trước mặt kịch vô hồi chúng một quyền ngã xuống và lạ thay tiếng vun vút cũng bật theo để thử nghiệm vô hồi đứng vụt lên và những tiếng vun vút lần này phát ra từ khắp nơi tuy không nhìn thấy gì nhưng vua hồi cũng biết những mộc nhân đang đồng loạt vung quyển kinh vua hồi nhanh nhẹn hộp xuống tiếng vuôn vuốt vẫn còn nhưng không mãnh liệt như trước chẳng nằm hẳn xuống mặt đất thì những tiếng vuôn vuốt im hẳn vua hồi nghĩ thầm la hán đường và mộc nhân đường là hai cửa ải để khảo sát võ công của các đệ tử phái thiếu lâm họ phải đem hết tài năng ra để đấu với các hoạt nhân đệ tử nào võ công chưa thắng nổi các hoạt nhân thì phải chui qua một nỗ hỏng để ra ngoài nhưng sẽ bị các đồng môn chê cười nhưng ta không phải là đệ tử phái tiêu lâm Nếu phá hủy các mộc nhân đã tồn tại mấy trăm năm là đắc tội với tiền nhân Nhưng chui ra bằng lỗ Trong khi kinh vô hội còn đang cân nhắc thì tiếng một người cất lên Kinh thí chủ ngộ biến tùng quyền Thí chủ không phải là đệ tử tiêu lâm tự đừng bỏ qua cơ hội tạo phước cho bổn môn Nhận ra tiếng viên tâm đại sư kinh vô hội cả mừng chẳng lên tiếng Đại sư văn bối đột nhập lên tiêu lâm tự vì sự an nguy của Vô lâm nhưng vào rồi tại động sám hối văn bối thì không tuệ đại sư đã viên tịch. Có hai hòa thượng tấn công văn bối họ đã tự sát khi văn bối buộc họ khai ra vì sao phương trưởng chết. Mô Phật Phái Tiêu Lâm đang trải qua pháp nạn. Đây là chuyện nội bộ của bốn môn, kinh thí chủ hay rời khỏi đây. Chuyện võ lâm bây giờ Thiếu Lâm tự không khứng nổi. Đại sư Minh Giáo đã khống chế phái Thiếu Lâm. Bây giờ chỉ còn đại sư là có thể huy động các môn phái chống lại Minh Giáo cũng là chống lại thế lực của chúng tiềm phục đạt ma đường giáo chủ minh giáo sẽ mở đại hội võ lâm ở mát đà sơn với hậu thuẫn của thiếu lâm tự hắn sẽ chính thức trở thành minh chủ võ lâm Trả lời kinh vô hội là sự im lặng Chẳng bò trên mặt đất để tránh sự tấn công Của các mộc nhân cất tiếng gọi Đại sư người vẫn còn ở đây chứ Kinh thí chủ Thí chủ có biết vì sao phương trận viên tịch không Vãn bối nghĩ thông tỏa đại sư Đã bị ám hại Đúng vậy bởi vì Phương Trượng là người có thể thống lãnh quần hùng chống lại minh giáo. Vì thế người đã bị bức tử. Kẻ thứ hai phải chết chính là ta. Ta đã bị hạ độc và hiện ra nội lực của ta chỉ đủ để cầm cự với chất độc. Kinh thí chủ đã hiểu vì sao ta không thể giúp ích gì được cho võ lâm. Kinh vô hỏi bàng hoàng chẳng nghĩ đến bách hoa phu nhân có thể giải được nhiều loại độc. Việc trước tiên là đưa viên tâm đại sư thoát khỏi núi thiếu thất. Vạn sự sau đó do cơ trời an định chẳng nói đại sư bách khoa sơn chủ có thể giải được độc trong người đại sư văn bối dùng lục hợp thần công ép chất độc xuống chỉ cần đại sư cùng văn bối thoát khỏi thiêu lâm tử thì mưu đồ của minh giáo sẽ bị thất bại kinh vô hội trần người dưới chân các mộc nhân chàng tìm thấy viên tâm đại sư đang ngồi tọa công ở cuối mộc nhân đường kinh vô hội tả trưởng dồn lục hợp chân khí qua người đại sư hữu trưởng dùng hấp tinh đại pháp hút tinh khí dồn qua tả trưởng Viên tâm đại sư cảm thấy chân lực dồn vào nhân huyệt của mình ồn ào như nước sông khoảng ngả. Đại sư vận công ép chất độc thoát ra theo các đường chân lông. Một giờ sau đạo y của đại sư ướt đẫm. Họa nhân bừng sáng đại sư lên tiếng. Kinh thí chủ ta đã thấy chất độc thoát ra được phân nửa. Phân nửa còn lại đã ép xuống hạ vị. Chúng ta rời khỏi mộc nhân đường trước khi quá muộn. Viên tâm đại sư vô hiệu các mộc nhân rồi cùng kinh vô hồi thoát ra bằng cách chỗ máy ngói vừa đặt chân xuống mặt đất thì bốn phía các tan nhân kéo đến bủa vây kinh vô hồi dùng lục chỉ cầm ma bắn ra những luồng chỉ phong như chớp giật mấy hòa thượng chúng cầm ma chỉ ôm đầu lăn cùng cục xuống dốc núi viên tâm đại sư nói kinh thí chủ đừng lạm sát trong động sám hối có một mật đạo viên tâm đại sư chạy trước nhưng vòng vây mỗi lúc một giày đặt kinh vô hội nói đại sư chẳng phải văn bối háo sát nhưng tình thế phải buộc ra tay kinh vô hồi dùng cầm ma chảo lướt người chụp bắt hàng ma trưởng đang kết thành hàng rào chắn lối chàng vận sức hất mạnh các thanh hàng ma trưởng chịu không nổi gãy kêu răng rắc đang dùng chảo kinh vô hồi biến chiêu thành trưởng chiêu ông lôi phi thạch như một trận cuồng phong thổi nguyên một hàng hòa thượng ngã dạp chẳng hô lớn chạy viên tâm đại sư cùng vô hồi chạy mau xuống núi buông người rơi xuống vực khi gần đến động sám hối cả hai đạp gió đáp xuống cửa động nhẹ nhàng nhưng một tiếng nói cất lên khiến cả kinh vô hồi Nên viên tâm đại sư đều sửng sốt. Ta đã chờ các ngươi ở đây khá lâu. Viên tâm đại sư chắp tay. Mô Phật chấp pháp sư huynh dồn viên tâm này vào chân núi. Mở cửa đặt ma đường đón giặc vào thiếu lâm tử. Hôm nay e khó tránh nổi cảnh huynh đệ tương tàn Thật là tai kiếp. Không tính đại sư cởi lạnh. Viên tâm ngươi có trách thì trách không tuệ. Nghiệp chứng do chính không tuệ gây ra. Không có vương ngạo thiên thì không có minh giáo Bây giờ đạt ma đường đã ở trong tay giáo chủ minh giáo Ngươi vào kinh vô hội định chống cả võ lâm sao Kinh vô hội nổi giận quát Lộng ngôn Ngươi là bậc đạo hạnh cam tâm làm tay chân trong minh giáo Hôm nay vì không tuệ đại sư ta quét hết rác rưởi ra khỏi Phật môn Thật là khẩu khí những người ham ăn ham nói Nên đã để cổ trùng xâm nhập vào cơ thể Bây giờ chỉ có thần tiên mới cứu được ngươi Cả ngươi nữa viên tâm sứ đệ Viên tâm cất tiếng cười vang Kinh vô hồi không chịu nổi thủ đoạn đê hèn của đối phương Chẳng đẩy ra một trưởng bắt đầu chiều dương về phía tiên ác tăng Nhưng không tính đại sư ông Dung thoát ra khỏi thạch động Người đã đi xa nhưng tiếng còn vọng lại Thạch động sẽ là nấm mồ của các ngươi Không thể có các ngươi theo hầu Hàn sư bá sẽ không quên công ơn của ta Sau khi đánh ra một trưởng kinh vô hồi thấy ruột can như có muôn ngàn mũi kim châm vào Chàng vợ ngồi xuống vận hấp tinh đại pháp chấn áp trùng độc viên tâm đại sư giọng vẫn ôn tồn kinh thí chủ cổ trùng là một cách hạ độc tàn bạo nhất nó biến con người thành nô lệ càng dùng công nhiều thì cổ trùng càng hung ngăng phải giữ cho tâm thần phẳng lặng mới duy trì được mạng sống điều này kinh vô hồi hiểu quá rõ võ công của chàng là do lục chỉ thần quân chuyển lại thần quân là kẻ bị cổ trùng hành hạ rồng rợn thê thảm nhất chẳng đã chứng kiến tận mắt không để số phận mình trở nên bi thảm như thần quân vô hồi nói đại sư trống tái rời khỏi thiếu lâm tự ván bối đã từng chết hụt không gì cản trở được cuộc trả thù của kinh vô hồi này viên tâm đại sư lại biên sắc không tuệ đại sư quỳ lại sư bá rồi đặt thi hài không tuệ ngồi dựa vào vách đá chỗ ngồi của phương trận là một khối hàn thạch viên tâm đại sư vận sức đẩy khối đá sang một bên một cửa hang lộ ra gió từ bên dưới thốc lên kinh vô hồi cùng viên tâm đại sư bước xuống miệng ngang đen ngõm khối đá được kéo về vị trí cũ Cả hai lần theo vết đá xuống chân núi cho đến khi xuống một dòng nước. Viên tâm đại sư nói, con suối này sẽ đưa chúng ta ra một cửa sông. Đến đây cả như chúng ta đã thoát khỏi sự truy lùng của không tĩnh, nhưng phần còn lại là tùy vào cơ duyên của mỗi chúng ta. Cả hai đầm mình trong con suối mặc cho dòng nước chảy xiết đẩy mình về phía hạ lưu. Hồi thứ hai mươi Bách hoa Phu Nhân không thể nào chấn tĩnh được khi hoa bớt phàm cùng tư mã tương như xuất hiện ở chân núi Bạch Mã mặc dù xa cách hàng chục năm và mặc dù tư mã tương như bị đầy ải dưới hầm đá râu tóc mọc dài như một sân nhân nhưng thôi thiên hương vẫn nhận ra chàng đại hiệp năm xưa của lòng mình tư mã trưởng môn cũng nhìn xứng bách hoa phu nhân thốt thiên hương ngô huỳnh vẫn tin chúng ta còn được gặp lại nhau tư mã thanh thư vân hài hồng hạc ra dấu cho bớt phàm hãy để cho hai vị tiền bối được sống lại thuở họ còn thanh xuân bên nhau tư mã thanh thư đưa bớt phàm đi thăm bạch mã sơn Bất phạm thuật lại việc mình xông vào trọng địa minh giáo để tìm chiêu quân Nhưng cuối cùng lại cứu được tư mã trưởng môn Thanh thư lúc này nội thương đang lành hẳn chàng nắm tay bất phạm nói Hoa huynh đệ, đệ là đại ân nhân của dòng họ tư mã Chỉ tiếc là chiêu quân cô nương Thanh thư ngập ngừng không nói tiếp phân Hải bước tới giọng ăn năn Tiểu mọi u mê đã làm chiêu quân bỏ đi Hoa ca trừng phạt thế nào mọi cũng xin chấp nhận Hoa bất phạm lắc đầu Phạt cô nương thì ích lợi gì đều còn làm ta tìm xem chiêu quân phiêu giạt nơi nào nghe giọng nói vân hải biết bất phàm chưa tha thứ cho mình nàng ngước nhìn thanh thư cầu cứu nhưng thanh thương lại nói sang chuyện khác hoa đệ kinh đại hiệp lên thiếu lâm tự mấy ngày rồi vẫn chưa về kế hoạch vận động các môn phái diệt minh giáo phụ thuộc vào kết quả chuyến đi của kinh vô hồi rất nhiều mặc dù võ công của kinh vô hồi rất cao nhưng thiếu lâm tự võ học bao la bất phạm cũng lo lắng như thanh thư Ngoài ra kinh vô hồi đối với chàng nào khắc chi thúc phổ kẻ thân thiết cuối cùng của Ngư Long Bang. Trong khi bất phạm đang suy nghĩ thì từ dưới chân núi một bóng vàng vượt lên rất nhanh. Chỉ một thoáng đã đến trước mặt mọi người hoa bất phạm nét mặt dạng rỡ thốt. Thanh Vân. Từ mã Thanh Vân khẽ gật đầu nàng quay nhìn Thanh Thư giọng run run. Tiền bối người đã bình phục hẳn rồi chứ. Thanh Thư cũng nhìn Thanh Vân đăm đăm khẽ gật đầu chẳng nói. Cảm ơn tô cô nương bất phạm đang rất lo no âu về chiêu quân giọng thanh vân chợt lạc đi vì xúc động nàng hỏi phụ thân sao còn gọi hài nhi là tô cô nương từ khi được hoa thiếu hiệp giải cổ chồng hài nhi đã phục hồi lại trí nhớ hài nhi chính là tư mã thanh vân bây giờ hài nhi trở về để cùng những người thuộc dòng họ tư mã đến mã đà sơn diệt minh giáo tư mã thanh thư giang rộng hai tay thanh vân hài nhi gương mặt ta đã bị hủy hoại hài nhi vẫn nhận ra ư từ Mã Thanh Vân lao vào vòng tay người phổ thân đích thực của mình, nàng nói qua tiếng nấc. Phổ thân nên tha thứ cho mẫu thân. Mẫu thân không còn con đường nào để lựa chọn. Phổ thân không hề oán hận nhanh như tuyết. Tất cả do bởi Mạc Thần Thông và Tô Thanh Phong. Mạc Thần Thông đã bị Hoa Thiếu Hiệp bắt đền tội. Chúng ta nhất định phải tìm Tô Thanh Phong đòi món nợ máu xương. Hắn đã lấy mất cả cuộc đời của phụ thân. Hoa bất phàm lại bên hồng ngạc khiến nói. Hồng muội đây là việc của những người trong dòng họ tư mã Ngô Huynh muốn đi dạo phong cảnh Bạch Mã Sơn Chàng cùng Hồng Hạc Sánh bước bên nhau trước ánh mắt đau xót của Vân Hải Bất chợt Thanh Vân lên tiếng Bất phàm khoan đi đã chiêu quân gửi trả thiếu hiệp năm bình thuốc của ngũ độc giáo trộ Bất phàm đứng sững lại hiện giờ chiêu quân đang ở đâu Nhị muội đang ở một nơi thanh tịnh Nó không muốn gặp bất cứ ai kể cả thiếu hiệp Chiêu quân chỉ nhắc nhở thiếu hiệp đã hứa gì với nó thì xin đừng quên Bất phàm đứng lặng người phải chàng đã hứa sẽ không hạ sát Tô Thanh Phong trước mặt chiêu quân. Lời hứa này chàng có thể giữ được vì quá nhiều người muốn giết giáo chủ minh giáo bất phàm gật đầu. Chiêu quân không cho gặp tại hạ đành cam chịu. Những lời bất phàm hứa trời đất có thể đổi thay. Nhưng những lời hứa đó sẽ mãi mãi tồn tại. Nam Bình Thuốc của Liễu Bạch Hạc xin tư mã côn nương thay chiêu quân giữ để cứu đẩy. Đó không phải là vật sở hữu của riêng tại hạ. Hơn nữa tại hạ thu được tị hỏa kiếm cũng đã quá đổ. Rất nãy bớt phàm chạy vột lên đỉnh núi Bạch Mã. Ở đỉnh cao nhất đó, tuyết đã tan một lớp trời non đang phổ một màu xanh mượt mà. Bớt phàm ngồi dựa lưng vào một gốc cây chẳng nhìn xuống dòng sông đang chảy quanh co vươn vẻ nơi vô tận. bất phàm nhớ đến những ngày ở hoang mạc, nhớ đến nghĩa phổ, nhớ đến bảy xoáy. Bất giác chẳng vận công cất nên tiếng hú chứa đựng bao nhiêu là nhớ thương man mắc. Tiếng hú của bất phàm dội vào vách núi vang xa. Sau khi cất tiếng hú bao nhiêu uất trong lòng vơi đi, chàng vận càn khôn đại pháp phóng tâm linh vào quái bao la giữa muôn trùng đó bất phàm cảm thấy mình nghe mơ hồ có tiếng hú đáp lại chàng tập trung thính lực hướng về phương trời xa xăm bất giác đứng bật dậy lao nhanh xuống núi từ xa tư mã thanh thư vẫn theo dõi bất phàm thấy chàng thiếu hiệp vùng phóng người xuống núi như một người điên thanh thư vội đuổi theo chàng cất tiếng gọi bất phàm chuyện gì xảy ra vậy bất phàm chật đổi cách xưng ngô Tư mã đại hiệp tại hạng nghe được tiếng kêu cứu của kinh vô hội. Trả lời xong bất phàm dùng khinh công sa mạc lưu tinh lướt như ánh sao dọc theo dòng sông. Chàng chạy với tất cả khí lực chạy như chưa bao giờ được chạy. Mặt đất dưới chân bất phàm thu ngắn lại cho tới khi chàng nhìn thấy một con thuyền trôi băng băng trên sông. Một con thuyền không người lái, không chậm chế. Bất phàm phóng người xuống dòng sông đạp sóng nhảy lên con thuyền. Chàng thấy một người nằm khục ngay tay chèo. Bất phàm đỡ người đó lên chẳng sững sờ thốt kinh thúc thúc trên cái miệng kinh vô hồi một dòng máu ứa đất đông lại bất phàm thăm kinh mạch chẳng mừng rỡ thấy mạch tuy yếu nhưng vẫn còn lưu hành Ông kinh vô hồi vào trong khoang thuyền bất phàm thấy một đại sư nằm ngất tình trạng giống như kinh vô hồi bất phàm ghim tay lái cho thuyền cập bờ rồi chẳng vận càn khôn công dồn sang người kinh vô hồi và đại sư khoảng một giờ sau tư mã thanh thư đuổi kịp bất phàm thu càn khôn công nói tư mã đại hiệp hình như kinh thúc thúc vào vị đại sư này đã bị thả độc trùng vào cơ thể chúng ta phải đem về bạch mã sơn để lấy thuốc của ngũ độc giáo trục độc trùng ra ngoài thanh thư cõng vị đại sư bất phòng khiêng kinh vô hồi trên vai cả hai chạy như bay về phía bạch mã sơn mờ mờ ẩn hiện sau những tàng cây ở xa tít mấy hôm sau từ trên bạch mã sơn có hai toán người xuống núi toán thứ nhất do viên tâm đại sư và tư mã tương như cầm đầu cùng đi theo còn có tư mã thanh thư và tư mã thanh vân toán thứ hai chỉ có hai người gồm kinh vô hồi và hoa bất phạm họ chia tay nhau ở chân núi tư mã trưởng môn nói với kinh vô hội kinh đại hiệp hoa thiếu hiệp các vị hãy bảo trọng hẹn mười ngày nữa sẽ gặp nhau ở mã đà sơn viên tâm đại sư cũng ân cần từ biệt kinh vô hồi và hoa bất phạm với nhiệm vụ nặng nề là đi đến các môn phái tập họp quần hùng tiêu diệt minh giáo tư mã thương như và viên tâm đại sư khẩn cấp lên đường trong khi đó hoa bất phạm lợi dụng thời gian 10 ngày cùng với kinh Vô Hồi đi khắp nơi để tìm tô chiêu quân. Hồng hoạc xuống tận chân núi tiễn bất phạm. Kinh vô hồi dạo bước đi trước để cho đôi uyên đương tự do biển xịn. Khi trên đường thiên lý chỉ còn hai người rong ruổi kinh vô hồi hỏi. Thật ra giữa thanh vân chiêu quân và hồng hạc ngươi nghiêng về phía nào? Hoa bất phạm không chờ câu hỏi này nên câu trả lời không thỏa mãn người hỏi. Thúc Thúc, Thanh Vân và Chiêu Quân đều đáng thương Hồng hoặc thì ôn nhu Giữa ba vị cô nương đó thật khó lựa chọn Kinh vô hồi cả cười Nhưng cuộc hành trình càng thu ngắn Thì hoa bất phàm càng thất vọng Bóng dáng Chiêu Quân vẫn mịt mồ Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày Quần Hồng kéo tới mát đà sơn Nhưng kinh vô hồi và hoa bất phàm Đã ở trong phạm vi kiểm soát của Minh Giáo Bất phàm quyết định đột nhập trọng địa Minh Giáo dọ thắm nội tình đối phương Kinh vô hồi cũng thấy ý kiến của bất phàm là sắc đáng. Họ chờ đêm xuống rồi đột nhập lên mã Đà sơn Hình như Tô Thanh Phong cũng đoán được sẽ có một cuộc thư hồng Nên Minh Giáo tổ chức phòng thủ nghiêm ngặt Các toán kim kiếm thủ thường xuyên túc trực quanh điện Minh Giáo Rất nhiều những cao thủ hiện diện ở mã Đà sơn Mặc dù chưa đến ngày ước hẹn nhưng bất phàm muốn tiêu hao lực lượng Minh Giáo Gây dối để chúng tưởng chỉ có hai người mà lơi lỏng khinh suất Ý định táo bạo của bất phàm tuy kích thích kinh vô hồi Nhưng vô hồi lại sợ ảnh hưởng đến kế hoạch đau vạch ra nên chưa quyết định đúng lúc đó một bóng vàng lướt nhanh về phía đỉnh núi hoa bất phàm nghĩ bóng đó chính là chiêu quân nên chẳng vụt phóng theo không còn cách nào khác kinh vô hồi cũng theo sát phía sau bóng vàng nhảy lên nóc điện minh giáo và biến mất kinh vô hồi ra dấu quan sát bên trong điện minh giáo cả hai dùng thuật bích khổ du tường bám sát bò xuống nhìn qua cửa bên trong một vị hòa thượng đang ngồi tọa công vị hòa thượng này chính là không tính đại sư chấp pháp đạt ma đường chung quanh bày rất nhiều bàn ghế chứng tỏ minh giáo đã tiến hành hoặc sẽ tổ chức đại hội võ lâm Thành lình không tính đại sư mở mắt cất tiếng các người đã đến còn chờ ta nghênh đoán sao bất phàm định xông vào nhưng kinh vô hồi đã níu lại chàng kéo bất phàm phi thân rời khỏi khu vực nguy hiểm nhưng bên dưới đột nhiên sáng trưng hàng trăm ngọn đuốc được thắp sáng biết không tránh được cuộc ác chiến kinh vô hồi nói mở đường máu thoát vòng vây ngay cả anh nhảy xuống kinh vô hồi dùng lục hợp thần công quật vào vòng vây hoa bất phàm cũng đẩy thiên lang công đánh vẹt một vòng cái nhảy vào chỗ địch rối loạn nhưng vòng vây thứ hai lại khép kín trọng lực của kinh vô hồi đánh vào chỗ nào thì lập tức vòng vây mới lại khép kín hoa bất phàm nói thúc thúc chúng muốn tiêu hao sức lực của chúng ta để bắt sống đêm nay chắc phải đại khai sát giới thúc thúc hãy theo sát bên điệt nhi bất phàm lấy một nắm phích lịch đạn chẳng bốn nhân viên phích lịch đạn vào các bó đuốc gây ra những tiếng nổ như sống xét khói lửa phồng lên xác người hất tung những tiếng rú thét thảm khốc dậy lên vòng vây lập tức bị phá vỡ không chậm chế kinh vô hồi và bất phàm phóng xuống chân núi biến mất trong rừng cây dày đặc bóng tối khi đã thoát ra khỏi lãnh địa của minh giáo cả hai rừng chân bất phàm tỏ ra nao núng những cao thủ của minh giáo chưa xuất hiện chúng ta đã bị vây khốn trong vòng rào phòng thủ trên mã đà sơn cuộc giao tranh sắp tới giữa quần hồng và minh giáo chắc sẽ phải trả giá bằng nhiều sinh mạng Thúc thúc Điệt Nhi không muốn giết những thuộc hạ chỉ biết tuân theo lệnh của giáo chủ. Điệt Nhi chỉ muốn Tô Thanh Phong và những kẻ như Đại Hộ Pháp Nhạc Phong thất tinh quân không tính phải đền tội. Trong khi bất phạm và kinh vô hồi chưa tìm được phương cách nào để tấn công Điện Minh Giáo ít tổn thất nhất, thì trên má đà sơn lửa bỗng rực sáng, tiếng binh khí gieo hò vang lên khắp nơi, hoa bất phạm đứng phát lên. Thúc thúc hình như các môn phái đã khai chiến. Kinh vô hội nhìn nên chàng thấy ở một vài nơi lửa cháy bốc lên cao đó chẳng phải là đuốc. Vô hội mừng rỡ. Đúng rồi chúng ta hãy quay trở lại trận chiến. Nhắc lại bóng vàng bay vút lên đỉnh núi rồi biến mất. Người đó không phải là chiêu quân như bớt phàm nghi ngờ mà chính là Tư Mã Thanh Vân. Nàng đã cùng các môn phái đến núi Mã Đà. Vì Thanh Vân am tưởng địa thế trên núi quần hùng lọt qua những cảm bẫy phòng thủ bên ngoài một cách âm thầm. Viên tâm đại sư và tư mã tương như chờ kinh vô hồi và hoa bất phàm theo ước hẹn. Đúng lúc đó Thanh Vân phát hiện trên mã đả sơn, hoa bất phàm và kinh vô hồi đang mò mẫm đến vùng nguy hiểm. Nàng vội dùng khinh công dẫn dỗ bất phàm chẳng dè cả hai chẳng biết sợ là gì. Liền sau đó đã bị không tính đại sư dùng quán thế huệ công nhìn xuyên có vật thể khám phá ra hành tung của kinh vô hồi và hoa bất phàm. Cuộc vây bắt lập tức được triển khai. Thanh Vân lao xuống báo động các môn phái. Thế là thay vì chờ đến sáng mai, Viên tâm đại sư thống đến các môn phái trong đó có cả Lâm Trung Sơn, Lâm Anh Kiệt và Lâm Lan Nhi thuộc phái ngũ đài cùng với Tư Mã Tương Như, Tư Mã Thanh Thư xông lên trợ chiến. Riêng Tư Mã Thanh Vân nàng lại biến mất trong bóng đêm. Thật ra Thanh Vân đã đến các kho lương thảo binh khí nổi lửa đốt rụi để gây hoang mang trong minh giáo. Mưu cái này quả nhiên đã gây tâm trạng cháy nhà chuột chui ra khỏi hang. Nhưng lực lượng của minh giáo rất mạnh, Tư Mã Tương Như Tư Mã Thanh Thư và Ba phụ Tử Lâm Trung Sơn rơi vào thất tinh trận của thất tinh Bảo Điện. Mặc dù võ công của Tư Mã tương như trùm lấp thiên hạ, nhưng trận thất tinh thật lợi hại, võ công non nớt như Anh Kiệt Lan Nhi chỉ qua mấy chục chiêu đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Lâm Lan Nhi trước khi chết nàng vận toàn lực khỏi thật lớn, hoa bất phàm vĩnh biệt. Trong muôn ngàn tiếng gieo hỏa, tiếng gọi thảm thiết của Lan Nhi tan biến mất. Lan Nhi chút hơi thở cuối cùng mà vẫn chưa được gặp mặt hoa bớt phàm lần cuối. Nhìn thấy anh Kiệt và Lan Nhi chết ngay trước mắt Lâm Trung Sơn hét đến một tiếng. Như một người điên Lâm Trung Sơn nhảy vào vòng vây ôm chặt Diêm Vương Tinh Quân. Dòng ngũ chảo đâm vào ngực địch thổ. Lo móc ra trái tim đẫm máu của kẻ thù. Đúng lúc đó Tinh Quân quật một trưởng ngay ngực Lâm Trung Sơn. Hất tông thân hình vị trưởng môn phái ngũ đài xuống gành đá bên khe núi. Thất tinh trận chỉ còn sáu vị trí uy lực giảm đi một phần nhưng nó vẫn đủ uy lực để vây chặt phổ tử tư mã. Trong khi đó ở khắp nơi, quần hùng lọt vào vòng vây như tường đồng vách sắt của các kim kiếm thổ. Những môn phái nổi tiếng về kiếm pháp như Nga mi Quân Luân cũng lúng túng vì không thể đả thương được những kim kiếm thổ mặc nguyễn giáp chống lại được đao kiếm. Rất may hoa bất phàm và kinh vô hồi xuất hiện đúng lúc. Bất phàm rút tỷ hỏa kiếm nan xả vào vòng vây kim kiếm thổ. Thanh bảo kiếm như hóa thân thành dòng lửa gầm thét vòng vẫy đến đâu vòng vây kim kiếm bị đánh gục tới đó. Thay người đổ xuống lớp lớp máu tuôn lênh láng. Hoàn hồng xông vào điện minh giáo. Bên trong một cuộc hỗn chiến đang diễn ra giữa không tĩnh và viên tâm đại sư. Xem ra cuộc chiến đang dần nghiêng thắng lợi về phía vị chấp pháp đạt ma đường. Các môn phái ùa vào bao vây không tĩnh nhưng viên tâm đại sư đã lên tiếng. Trừ vị anh hùng Đây là công việc của phái tiêu lâm Xin các vị ấy truy diệt các thuộc hạ minh giáo Cũng lúc đó Của các chiến giữa thất tinh quân và tư mã thanh thư Tư mã tương như đã thay đổi Thế thượng phong thuộc về phụ tử họ tư mã Khi có sự hiện diện của kinh vô hội Lục hợp thần công Cùng với cầu chuyển huyền tiên công Của dòng họ tư mã Đã lớn át thất tinh trưởng Đang bị khuyết vị trí diêm vương tinh Những tiếng rú cất lên sẵn gáy Lục tinh quân bị luồng kỳ chẳng đánh bật lên khỏi vị trí trận pháp, trận thế rối loạn mất uy lực. Các tinh quân miệng ói máu định bỏ chạy, kinh vô hội quát: Các người đã giúp kẻ ác giết thải bao nhiêu cao thủ các môn phái, còn định chạy đi đâu? Lộc chỉ cầm ma xé gió bay vọt tới xuyên qua ngực các tinh quân, biến sáu tên ác ma thành sáu cái xác không hồn. Diệt xong thất tinh quân, kinh vô hội cùng phụ tử tư mã xông vào hỗ trợ bất phàm đánh tan bọn kim kiếm thổ kinh vô hồi vận công gọi lớn tô thanh phong ngày tàn của ngươi đã tới hay ra đây để ngư long băng lấy máu ngươi tế linh hồn hoa băng chủ tư mã tương như đứng im cúi đầu dù sao tô thanh phong cũng là đệ tử của phái tiêu dao thanh phong tàn sát võ lâm lỗi một phần cũng thuộc về tư mã tương như chẳng khác gì không tuệ đại sư tuy không dạy đệ tử trí năng trí dũng nam ác nhưng khi chúng trở thành vương ngạo thiên lục chỉ thần quân thì về tinh thần không tuệ phương trưởng vẫn thấy mình có lỗi với sư môn với võ lâm trong khi kinh vô hồi hét quẩy tô thanh phong thì ở trong điện minh gióng nổi lên một tiếng rú thảm khốc kinh vô hồi nhận ra tiếng rú này chính là của viên tâm đại sư ngay tức khắc chẳng phi thân đạp cửa sông vào vô hồi thấy viên tâm đang ngã ngửa trên vũng máu còn không tính cũng loạn choạng bước lui mấy bước chẳng câu nệ kinh vô hồi quật một trưởng lục hợp thần công với tất cả công lực tích tụ được bùng không tĩnh bị đánh bay vào một chiếc cột trong điện minh giáo chiếc cột bị gãy thân hình không tĩnh tiếp tục bay tới đập vào vách điện gây một mảng vách đổ ập xuống không tĩnh quẫy người trên mặt đất mấy cái miệng thổ huyết hồn đi theo diêm vương điện minh giáo bị chấn động rung chuyển kinh vô hồi sốc viên tâm đại sư chạy vột ra ngoài đúng lúc điện minh giáo đổ ập xuống nằm rung rinh cả đỉnh núi cuộc ác chiến lúc này đang nghiêng thắng lợi về các môn phái khắp nơi lửa cháy nên phần phừng viên tâm đại sư trước khi tắt thở trên tay kinh vô hồi còn cố căn dặn kinh thí chủ đem ta về mộc nhân đường giúp thiếu lâm quét quét kinh vua hồi hiểu câu nói chưa chọn ý của đại sư chàng đặt đại sư nằm bên cạnh sắc lâm trưởng môn và anh kiệt nan nhi đúng lúc đó tô thanh phong xuất hiện một tay cầm bảo kiếm kê vào cổ tô phu nhân giáo chủ minh giáo lên tiếng tất cả nhường bước cho ta đi nếu không nhanh như tuyết sẽ bị giết Tư Mã Thương Như nhìn Tô Thanh Phong như nhìn một con vật ghê tởm. Còn Tư Mã Thanh Thư không ai đoán được chàng đang xúc động hay nghĩ gì trên gương mặt mạnh như băng của chiếc mặt nạ ra người. Thanh Phong đẩy Tô Phu Nhân đi trước. Tư Mã Thanh Thư từ, từ từ gỡ chiếc mặt nạ xuống nói. Tô Thanh Phong hãy nhìn gương mặt ta đi. Cả Tô Thanh Phong và Nhan Như Tuyết đều nhìn kẻ có gương mặt bị hủy hoại. Cả hai đều nhận ra tiếng nói của kẻ đó giáo chủ minh giáo cởi lạnh. Ha 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 ta đã biết ngươi chính là tư mã thanh thư cũng là mộ dung công giáo chủ thái dương thần giáo vì thế nhan như tuyết vẫn là nhan như tuyết thanh thư ta sẽ trả nàng về cho ngươi nhưng ngươi hãy giết tên kinh vô hồi cho ta nhan như tuyết vùng vẫy không ta không cầu xin ai tha thứ thanh phong hãy giết ta đi giết phu nhân ư ừ, ta đâu ngỡ phu nhân là hy vọng cuối cùng của ta mà hốn kiếp tư mã thanh thư gầm lên trong khi tô thanh phong cả cười đắc ý thì nhan như tuyết lao mạnh vào lưỡi kiếm đang kề sát cổ mình thanh phong thất sắc nhưng đã quá muộn nhan như tuyết từ từ gục xuống cả kinh vô hồi và tư mã thanh thư đều xông vào chỉ khác là vô hội xông vào tấn công tô thanh phong còn thanh thư thì ôm nhan như tuyết là nhìn thanh thư nói chàng hãy tha thứ cho kẻ u mê tội lỗi này sư phụ xin người tha tội cho đệ tử hay chăm sóc tư mã thanh vân nhan như tuyết tắt thở trên tay người tiền phụ trong khi đó giữa kinh vô hồi và Tô Thanh Phong diễn ra cuộc ác chiến vô tiền khoáng hậu. Võ công của kinh vô hồi dũng mãnh trầm hồng. Nhưng công phu của Tô Thanh Phong uyên thâm kỳ tuyệt. Hầu như tất cả các tinh hoa của các môn phái Tô Thanh Phong đều luyện được. Nên cuộc chiến càng kéo dài thì thế thượng phong càng nghiêng về phía giáo chủ minh giáo. Từ mã thanh thư thấy kinh vô hồi núng thế chẳng vội nhảy vào tham chiến. Tô Thanh Phong ngạo nghễ Còn thúc thúc sao không nhảy vào luân thể để ta đưa cả ba về chầu diêm chúa. Thanh Thư đẩy ra chiêu thiên địa giao long Chiêu thức là của hàng long trưởng Nhưng kình lực lại là cửu chuyển huyền thiên công với 12 thành công lực Trưởng kình xoắn vào nhau xé gió tạo thành sấm sét Nhưng huyền thiên công khi chạm vào người thanh phong tự tan biến trong cơn gió thoảng Còn lục hợp thần công của kinh vô hồi nhờ huyền thiên công đã chia bớt kình lực của Tô Thanh Phong Nên đã đánh trúng vai giáo chủ minh giáo Ông Từ mã thanh thư bị hất ngược ra sau vai áo tô thanh phong bị rách toạc nhưng kinh vô hồi rú lên một tiếng người bị đánh bay ra xa mười trượng nằm im trên mặt đất từ đầu hoa bất phàm vẫn đứng im vì muốn giữ lời hứa với chiêu quân không sát hại giáo chủ minh giáo dù hiện giờ nàng không có mặt nhưng mắt thấy kinh vô hồi bị đánh bay khỏi cuộc ác đấu ngỡ là kinh thúc thúc đã bị sát hại hoa bất phàm vung tị hỏa kiếm xông tới trong khi tô thanh phong cũng bị lạc dương thần công của kinh vô hồi đánh gãy một bên vai thì tị hỏa kiếm nhắm thẳng ngực thanh phong như thanh thép nung đỏ sắp chĩa vào tâm mạch đúng lúc đó một tiếng lanh lảnh cất lên bớt phàm không được giết phụ thân ta từ đâu chiêu quân cất tiếng gọi nghe tiếng người yêu bớt phàm vội thu kiếm ngơ ngác nhìn không bỏ lỡ cơ hội tô thanh phong phóng kiếm đâm vào ngực bớt phàm đột nhiên một người nhảy xuống che phía trước mũi kiếm và mũi kiếm đã xuyên qua người đó một cách ngọt ngào có ánh nửa hoa bớt phàm thất sắc nhận ra chiêu quân đã vì mình hứng chọn một kiếm của tô thanh phong chàng hoảng hốt kêu lên chiêu quân cũng lúc đó một tiếng hét xé tan cơn bàng hoàng một bóng vàng lao xuống như sao băng ánh chớp lóe lên giáo chủ minh giáo buông gươm ôm ngực một thanh gươm đã cắm sâu vào con tim người khủng bố toàn thể võ lâm tô thanh phong từ từ quay lại thốt thanh vân giết ta lại chính là ngươi Từ mã thanh vân cười khổ công lao dạy dỗ của ông chỉ để biến ta thành một nữ sát thổ độc trùng không còn khống chế nổi ta nữa Ông gieo hạt nào thì hái trái đó Giết khắp thiên hạ ám hại sư môn Bây giờ giết luôn thê tử Ông có còn đáng sống nữa không Tô Thanh Phong vận sức bẻ gãy thanh gươm Cắm trên ngực mình Quay sang tư mã tương như cất tiếng cười ghê giận Ha 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 Tư mã tương như Ông là thúc thúc cũng là sư phụ của ta Cả đời ông mới chỉ nằm được đến trưởng môn phái tiêu giao Còn ta Tô Thanh Phong Hai tử của Giang Nam song sát Đã từng vỗ ngực xưng là minh chủ vô lâm ông với ta ai thanh danh hơn hà 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 giáo chủ có tả sứ nhạc phong đến cứu ngươi đây một bóng đỏ loang loáng phóng xuống chân chưa chậm đất lôi đỉnh ấn đã nhanh như ánh chớp đánh vào lưng tư mã thanh vân nàng rú lên một tiếng thất khiếu ứa máu gục xuống tư mã tương như nhảy tới hữu trưởng vũ gia chiêu cuồng long khai sơn tả trưởng biến chiêu thanh long hổ chảo đâm vào hạ nguyên nhạc phong mặc dù luyện được thiết bố sang nhưng hạng nguyên lại là nhược điểm duy nhất trong cơ thể Nhạc Phong rú lên ruột can tuôn ra ngoài Hắn ngã vào người Tô Thanh Phong Cả hai đổ xuống đè lên nhau biến thành hai xác chết Từ Mã Thanh Thư chạy tới ôm Thanh Vân Hài Nhi đừng bỏ thân phổ Từ Mã Thanh Vân gận nói Nội tổ phổ thân Hài Nhi đã giết quá nhiều người Có chết cũng là quả báo Hãy an ủi bất phạm Thanh Vân nấc lên mắt nhìn về phía hoa bất phạm Chàng bước tới buồn rầu nói Thanh Vân có Ngô Huynh ở bên cạnh Vân muội hãy yên tâm. Thanh Vân liệm trong tay bớt phàm, trên môi nàng mở hiện nụ cười hạnh phúc. Bớt phàm cúi đầu trong vuốt mắt trong Thanh Vân rồi quay sang nâng sắc chiêu quân trên tay từ từ bước xuống chân núi. Sau lưng chàng lửa vẫn cháy sáng rực trên má đà sơn, nhưng ngọn lửa trong lòng hoa bớt phàm đã tắt, tắt vì những giọt nước mắt đang rơi. Vâng thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc tiểu thuyết Sa mạc quần phong của tác giả Tử Khánh Phụng Nếu các bạn thấy hay Xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh Xin chào tất cả các bạn Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong các clip tiếp theo